Sáng 5 tháng 9, Trường Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 và đón nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Đến dự có Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lê Minh Trọng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh, ông Dương Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng lãnh đạo thành phố Tây Ninh, cán bộ giáo viên, nhân viên và 1.238 học sinh của trường. Năm học vừa qua, tập thể thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Có 151 em học sinh thi đỗ vào các trường đại học, học viện, chiếm tỷ lệ 38,42%, trong đó có 20 em đạt điểm thi từ 20 trở lên. Năm học 2018-2019, trường có 30 lớp với 1.238 học sinh, cán bộ giáo viên nhân viên trường có 69 người. Mục tiêu phấn đấu của trường là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân đã trao tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2017-2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể trường. Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lê Minh Trọng cũng trao tặng 20 suất học bổng của Hội Khuyến học cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các đơn vị Ngân hàng Sacombank, Vietcombank, Vinaphone Tây Ninh cũng đã trao tặng nhiều suất học bổng và quà cho học sinh nghèo hiếu học của trường. Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa cũng trao phần thưởng cho 20 em học sinh thi đỗ đại học đợt 1 năm 2018.